Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Nhan sắc của nam em trong bộ ảnh mới đủ lực chinh chiến Miss Universe Việt Nam chưa? Vẫn luôn là một trong những nhan sắc được yêu mến bởi sự thẳng thắn chân thành. Thời gian qua, nam em tìm được bình yên bên những người yêu thương và hết mình với đam mê công việc. Hiện tại, nam em đang tiếp tục tập trung vào các sản phẩm âm nhạc, cũng như hứa hẹn sẽ tiếp tục cho ra mắt nhiều tác phẩm mới gửi đến khán giả. Vốn có sức khỏe không tốt, nam em cũng tự nhắc bản thân phải dành thời gian nhiều để tự chăm sóc bản thân. Gần đây, cô đã có chuyến du lịch đi lên Đà Lạt, vừa kết hợp công việc, vừa tranh thủ dành thời gian hít thở không khí trong lành. Nam em có dịp ghé thăm một hồ nước trong vắt đầy cỏ thơm và hoa đẹp tại xứ cao nguyên. Tại đây cô đã không quên lưu lại những khoảnh khắc mộc mạc, khoe khéo vẻ đẹp dịu dàng. Nhiều fan hâm mộ các cuộc thi nhan sắc vẫn đánh giá nam em là một trong số những gương mặt sở hữu vẻ đẹp ưa nhìn, biến hóa hình ảnh linh hoạt. Không ít khán giả vẫn đánh giá cao vẻ đẹp chín muồi của nam em, thường xuyên động viên cô tham gia các cuộc thi nhan sắc trong nước lẫn quốc tế. Trước đó cô nàng từng phong phanh cho hay ý định sẽ tham gia Miss Universe Việt Nam. Liệu rằng nếu thật sự đến với cuộc thi, người đẹp sẽ ghi tên mình ở vị trí nào? Nam em vốn sở hữu gương mặt thanh tú và ngoại hình mong manh, người đẹp có thể gây bất ngờ trong những bộ ảnh thời trang cá tính ấn tượng. Nhưng dường như chính những khoảnh khắc đơn giản mộc mạc, mắt ốc nhẹ nhàng của cô mới là hình ảnh nhiều người yêu thích nhất. Nam em chia sẻ thời gian này cô muốn dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, đồng thời cho mình những khoảng lặng để đầu tư vào các sản phẩm âm nhạc. Nam em chọn cách ra mắt các bản audio trên trang cá nhân như một cách để giữ chân khán giả. Đồng thời cô nàng cũng ấp ủ việc sẽ thực hiện những MV chỉnh chu gửi đến mọi người trong thời gian tới. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.